trước mắt quý khán giả, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về một cặp loa cực kỳ cao cấp, đỉnh cao của Mỹ. Dòng loa này đến từ hãng JBL, mã là SR4702X, một dòng loa 4 số đấy, sở hữu một phát 30 từ 22-100 mà tép qua bóng biển, cực khủng quá nhá. Với thiết kế thùng gỗ cao cấp sơn thần cát và một dòng loa thiết kế vô cùng nhỏ gọn, hợp lý để cho anh em kê kích trong gia đình. Khi nói về dòng môn số, có lẽ đầu tiên đó là tiếng bát đánh cực kỳ thâm, nó uy lực mạnh mẽ nhá, tép sáng lẩy giòn tan lời đó. Thì trong đôi này thì em ghép rất là giản anh em, không cầu kỳ cả. Bác này quan sát một loa của em này, một dòng loa có thể nói là ít gặp tại thị trường, nó thi thoảng thôi nhá, lác đác về là một cặp thôi, không có nhiều đâu. Tép kiểu hoa bóng biển rất đẹp anh em nhé. Đấy, mà tép này nó là tép rất to, vậy nó ra ấy, nó rất là mạnh, lét và đi xa. Anh em để cắm lên phun là nghe tiếng tép nó lẩy cứ tách tách, nghe rất sướng nhá, phê như cái tê luôn. Và quả mát nó quả mát 30, xíu là từ 22-100 thôi nhé. Tem đen, màng còn xanh mướt, đeo màng luôn. Con này cái trước là rất là hợp lý, rộng là 40, sâu 36, cao là 65, cực kỳ đẹp. Thì dòng loa này các bác sẽ làm loa kiểm âm trên dàn sân khấu cũng được, cực kỳ tuyệt tác quá nhá, hoặc là chơi thẳng rất đành luôn, vừa hát vừa nghe nhạc thì nó lét lắm. Rồi ôm ra nó sạch, nó đều bác giải và nó trong trẻo, nghe rất là dễ chịu, nghe lâu không mệt nhá, nghe gần cũng thế, nghe xa cũng vậy, nó không đâu. Thì đôi này bên em cũng đánh giá cái độ đẹp tầm 99% ạ, cái độ nét và đẹp nó còn 99%, kể cả những cái tem rất là bằng vàng hao luôn, nó hao rất là đẹp luôn. Đấy, khung cảnh chưa xuất sát gì cả, mà như là đẹp như da mía luôn. Thì đôi loa như này đẹp này nhá, mà chất thế này thì anh em đang bán với giá tầm khoảng 34 triệu. Nhưng thực ra loa này em nhập rẻ được trong cái lô loa anh em để ưu ái cho một con, thì cung cấp anh em giá 30 triệu bao ship, 30 triệu anh em mà để đầu tư cặp loa này các bác mỹ mãn này, không phải nghĩ nhá, bao đẹp, bao đúng mỹ, bao chất lừ quá nhá, bao xuất sắc. Đấy, phân tần này quá khủng luôn. Anh em nào cần hình ảnh thông tin em gửi nhá, để biết cái độ đẹp của chất là nào, để quay để review thôi. Và em đang ghép với đôi loa này với một con đẩy QSC nhá, mỹ xịn này, QSC mã là DCA 2422. Thì con này nó sử dụng mạch class D, tức là mạch cao cấp nhất hiện nay của thế giới đang làm đẩy nguồn xung. Đấy, công suất 700W một kênh, made in USA nhá, máy vỉ xanh nét, mới sáng choang, bao anh em 99%, riêng con đẩy này. Đấy, và em đang ghép với chiếc vàng cơ cao cấp đây, con này Gutin KM5X. Con này thì nó xử lý về tiếng micro bác, không bao giờ làm nhá, riêng con vang này nó quánh, riêng về micro ấy thì cái tiếng gì vọt nói không khác cái vang S750, còn eco nó không khác dòng X nhá, dễ chỉnh ba lỗ to nhỏ nhạc này, rồi là tăng giảm mic này, nhại này, vang này có tất cả là 6 độ hát, bảo hành 1 năm nhá, máy nặng trịch luôn, hàng chính hãng đến từ Đức, phụ tiền nhá, chính hãng. Con này thì Mỹ lòi này, Mỹ phòi mới nhá, không phải nghĩ rồi đấy, và loa đẹp. Bánh cái này nó nghe hay, nghe nhạc hay mà. Quá tuyệt vời. Trong vắt đúng không? Và em có thể nhá hình qua anh em cặp loa 4655 đây. Một độ nó mới lổi ốc luôn. Vô số bát là level này. Đấy. Giá 26 triệu nha. Quá kinh khủng. Bị phòi chưa? Đây là clip giới thiệu một cái ngắn gọn về cặp loa bố số đấy nhá. Buổi sau sẽ lên cho các bác cái bộ 4732X giá mềm luôn, kết hợp với con 818 cao cấp hơn.